Một quán cà phê mà nhân viên có ý định trộm cắp lại còn sẵn sàng đánh nhau với khách thì theo các bạn có chấp nhận được không? Đây chỉ là những thước phim mà mình tình cờ quay lại được thôi. Và mình cũng không biết cái mục đích tiếp cận khách hàng của cái bạn nhân viên mèo này là gì. Nhưng nói thật, nhìn hành vi này hết sức khả nghi. Mình có ra tiếp cận và nói chuyện riêng với bạn nhân viên này thì ngay lập tức bạn tỏ ra là giả điếc và bắt đầu đánh trống lảng. Không dừng lại ở đó, khách hàng mới chỉ có ý định sờ đít một tí thôi mà nhân viên đã tỏ thái độ ngay lập tức. Và tôi nói thẳng luôn, chúng tôi bỏ tiền ra tới đây để sờ đít các bạn. Vậy mà các bạn nhân viên ở đây tỏ ra thái độ như thế là sao? Ôi giời, cái này là lỗi của tôi. Nhưng mà cái bạn nhân viên ở đây quýnh tôi thì là lỗi của ai? Chị em mình có gặp cái kiếp này hả? Anh em mình phải thương nhau cưng. Mình có duyên có nợ đó. Mình có duyên dữ lắm. Kiếp này mình mấy là đầu thai lên người đó. Mình gặp nhau rồi anh em mình nó phải chơi cho thiệt tình. Cái gì là phải nói thiệt, đừng có quỷ ma. Chỉ có kiếp này thôi em ơi, chứ kiếp sau anh em mình cũng không còn gặp nữa. Tôi thề với các bà là đến cái quán cà phê mèo này một cái là mắt tôi chỉ dán vào cái em này thôi. Tôi không biết phải dùng cái từ gì để miêu tả cái vẻ đẹp này. Một cái vẻ đẹp gọi là... Chúng tôi không hút bóng cười đâu. Ở đây không hút bóng cười đâu. Không hút bóng cười đâu. Khó chịu vô cùng. Khó chịu vô cùng. Dạ, chị khó chịu vô cùng em ạ. Hôm trước cái video cà phê mèo của tôi có rất nhiều người vào hỏi cái con mèo bông này này, mà đặc biệt là các chị con gái nhé. Tôi không hiểu là cái con này nó có thêm cái bộ phận nào mà các chị lại thích nó đến vậy. Ở đây thì nó vừa là cà phê mèo, vừa là một tổ hợp mua sắm và toàn những đồ về mèo thôi. Những bạn nào ở Hà Nội thì có thể đến trực tiếp ở đây để mua, còn nếu mà ở xa thì có thể mua qua website. Còn trên sàn thương mại thì mới chỉ có một vài mẫu thôi. Tôi thấy cũng còn thiếu nhiều mẫu lắm. Ngoài đồ bông ra thì còn thập cẩm thứ ở trên đời đấy luôn. Cốc cũng có, đồ dùng học tập, bút, sách, vở hình mèo cũng có, thậm chí là thảm chùi chân hình mèo cũng có luôn. Ê, cái con này giống thằng em chưa? Nhưng mà thiếu cái nốt ruồi của tôi rồi nhá. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái thứ đồ vô tri khác ở đây, mà đặc biệt là phải kể đến một em mèo mà tôi rất mê. Xem video các bạn comment thì tôi mới biết anh này tên là Ô Long. Alo. Chào. Alo. 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 Al